Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay hai bác cháu tụi tôi đang lưu lạc ở tại làng chài Hàm Ninh. Dạ, chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ ha, đây là làng chài Hàm Ninh thì ngày xưa đó mình là một trong những cái video đầu tiên trên kênh YouTube của Colorman đó. Chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ là mình có một cái video giới thiệu về má bảy Hàm Ninh, mà má bảy đầm mình dưới nước coi như một ngày mười mấy tiếng đồng hồ á. Dạ. Thì hồi nãy mình mới vừa ghé vô tranh thủ thăm má bảy một chút xíu. Còn bây giờ thì bây giờ mình ra đây mình ăn cơm chiều. Thì thật ra thưa quý vị các bạn, sở dĩ hôm nay mình ghé cái quán này là một phần là, dạ em chào anh, là ở đây là quán Hạnh Nhung, và mình đã từng ăn quán hải sản Hạnh Nhung ở trên ở trung tâm thành phố, ở trung tâm thị trấn Dương Đông rồi. Có Hạnh Nhung nằm ở đường như đường 30 tháng 4 vậy, 82-84 đường 30 tháng 4 gì đó. Rồi xong rồi mình vô tình mình gặp được một cái anh tổng quản lý, rồi cả anh chủ của quán, là anh cũng nói bữa nào anh có đi xuống dưới làng chài Hàm Ninh thì anh ghé cho cái quán em. Đó, bữa nay dạ. Bữa nay mình ghé xuống cái quán này. Mình sẽ ghé xuống nói cái quán này còn thú vị hơn nữa, mà nằm ngay ở làng chài thì mình cũng nhớ là như mà cái quán này như mình chưa giờ vào luôn. Bữa nay mình cũng hân hạnh giới thiệu với bà con cô bác. Rồi. Dạ. Dạ. Phàn dạ, mấy dạ, không biết nè. Dạ dạ. Mới có dịp gặp chứ. Trời ơi, quá hên luôn. Quá hên. Ok. Dạ rồi anh chị. Dạ. Ủa anh chị ngửi đây hả? Tây Ninh. Ủa Tây Ninh. Vô đây rồi đó, mai mới về rồi. Tây Ninh. Mới gặp thành phố cái bên nè. Dạ. Mới gặp được quá mừng nè. Hạnh Nhung làng chài. Ủa mấy anh chị ở đâu mà vô đây vậy? Đi Hòn Thơm thì mới về cái đây. Đi Hòn Thơm cái đây hả? Về thành phố, về Tây Tánh. Nghe nói em chưa vô đây luôn á, bữa nay mới vô. Vô hả? Dạ ngồi ngoài kia không à, ngồi ngoài chỗ 30 tháng 4 á. Mới tới hả chị? Dạ. Mới tới hả? Dạ dạ, tại có người bạn ở đây nè, anh chủ quán anh bạn. Nên. Đi tí. Nè bà con bác thấy bạn tí lớn hả bà con ha? Hôm nay cao hơn bà hơn bác Điện rồi. Dạ chưa cao dạ. Hơn bác Điện. Khánh đi qua trước luôn này, đi ngang ngang á. Ôi xe quá trời luôn kìa, chết cha, lát coi chừng không có chỗ ngồi ngang. Đừng lọt hối nha. Ô trời. Ủa quán nó vô lớn dữ vậy trời. Ôi vô mẹo đây coi có gì vui vui không. Cá còn sống. Trời ơi cái sảnh kìa, trời ơi. Cá còn sống nha. Cái hồ kìa. Ta sống nhau nhảy. Ôi có cái hồ hải sản nhìn thấy mê không bà con cô bác. Ờ coi đây có cá chim nè, trời ơi bạch 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 luôn, cá tươi rối luôn. Đó đây vô mình cũng cân luôn tại chỗ luôn. Trời ơi. Ôi cái hồ bự quá rồi bự luôn, tôm hùm huyết rồi tươi quá. Cá chim rồi. Dạ, tụi con. Đâu có thời gian đâu, đổi con bé. Ủa không biết phe ta đang ở đâu luôn. Con vừa em ấy. Cho nó lẫn bằng này qua. Ôi ôi. Thôi mình đi cái quán ở trên 30 tháng 4 mình thấy nó lớn rồi, quán này mình nhìn còn. Quán còn to hơn quán kia nữa ha. Dạ. Hào hào hào. Này tôm hùm đúng không? Tôm hùm. Hào, trời ơi, quá trời quá đất luôn. Ê, mênh mông tình buồn. Sò lông nướng mỡ hành, trời ơi, đang thèm món này luôn. Người ta thèm gì cao lương mỹ vị với mình. Rồi, ở đây bà con cô bác mình có thể đến mình xong mình cân ký tại đây luôn nha. Rồi, nãy giờ tôi chưa gặp anh bạn tôi nữa. Ông bạn tôi, ông chủ đang không biết ông đâu mất tiêu rồi. Ủa các bạn này ở đâu đây? Con ai? Con em hả? À đâu trời ơi. Ủa ngồi đâu vậy? Ôi con em hả? Dễ thương hả? Wow ngon lành. Mời anh xuống nè. Ủa ở đây là quán của ai? Đó của mình luôn á. Của mình luôn hả? Thôi đi vòng luôn cho coi cho biết luôn đi.
Trời ơi, nè. Có vẻ thoáng không quán? Trời ơi, quán này có vẻ thoáng không quán kia đúng. Trời ơi, cái quán này mà to quá vậy trời. Có chân té nha bác Khánh. Dạ hôm nay không có quay phim nên là bà ba cô Tí quay luôn. Trời ơi, cái đây coi mặt khỏi cái mặt tiền kìa. Ôi là đẹp quá ha. Đây giống như cái cửa biển đó hả? Hả, có khách mới mở đèn hả con? À. Con qua đây hoài. Hôm nay qua đây hoài hả? Con là gì của ba? Cháu hả chứ không? Cháu hả? À đây hai đứa đây là con hả? Mà áo đen mới là con này nè. À, mà đen mới là con, còn bé này là cháu hả? Dạ, chị họ con. Chị họ con hả? Ồ. Vậy là đây là con, đây là ba con đúng không? Dạ. Ồ, ở đây có chỗ chụp hình sống ảo luôn, cũng bá cháy luôn nè. Ủa rồi cô Vân nữa mọi người đâu ta? Ra để chụp check in cái nè. Vô kia mẹ ra chụp check in. Đó, à, kìa như là ra chụp tấm hình không? Ra chụp tấm hình check in đi, nó đẹp quá trời quá đất nè. Ôi con view đẹp quá bà con cô bác thân mến. Trời ở đây mà không quay thì là đúng là ra chụp tấm ngoài kia không? Đây. Nè ra cái đầu ngay chỗ cái cây mai bằng vàng á. Chụp tấm check in rồi chứ. Ôi. Quán này thoáng dễ sợ, lớn dễ sợ luôn á. Thì con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Con 9 tuổi hả? Ồ 9 tuổi là bằng chị kia. Rồi 9 tuổi nè. Con 12 hả? Coi chừng, coi chừng cái bụng. Ô. Đúng, từ từ, đây. Bụng hơi cao đấy. Chỗ bên này thoáng quá ha. Đó, cái cầu phía trước mặt bà con cô bác là hồi xưa là hồi xưa mình nhớ mình có đi ra đó đó, là mình nhảy xuống dưới cái cầu đó luôn đó. Đúng không? Đó, bữa nay nước nó lên cao thì cao luôn. Nhưng mà giờ cái cầu đó người ta đã đập bỏ rồi, người ta không cho ra đó nữa. Chứ hồi xưa là trên đó đi dài dài ra có buôn bán rồi quán xá luôn đó. Ồ. Quá đẹp. Không có cây mai là cũng đẹp luôn rồi. Không có cây mai là cũng đẹp luôn rồi. Rồi rồi vô làm chụp tấm check in nè. Rồi vô. Vô đi con gái. Rồi bạn này thân thiện quá nè. Bạn này 9 tuổi mà thân thiện dễ sợ nè. Cưng quá. Đây đây. Ở đây con cũng 9 tuổi nè con. Dạ cái nắng vậy. Con 10 tuổi. Giờ qua đây tí xíu là bên đó hơi bị chèn. Chú Khánh chụp luôn hả? Chụp luôn anh. Chụp được không? Có chừng chụp là tắt luôn á. Rồi quá đẹp. Ôi ok. Trời ơi. Ủa bình thường nước nó có lên cao vậy không ta? Bình thường nó thấp hơn một tí. Ồ. Bình thường nó thấp hơn. Bữa nay nó hơi cao đó. Trời ăn cái quán Hạnh Nhung ngoài kia coi như là ăn không biết bao nhiêu lần, bữa nay mới biết là trong đây có cái Hạnh Nhung làng chài trong đây không thôi. Mấy lần trước vô thì hay đi vô trong cái chỗ kia. À. Vô trong cái xóm của cái bà cụ á. Ủa đây thanh bình quá ha, đã dễ sợ. Rồi bà quý bà con cô bác mà có đi ra Phú Quốc thì mình lâu lâu mình đổi gió đó, mình ra đi ra cái hướng làng chài Hàm Ninh. Buổi chiều mà ra đây là chiêu chiêu nha, ngồi ăn uống đồ đã lắm mà hải sản thì rất là tươi. Dạ đây là quán của anh bạn mình, anh Phương. Dạ ảnh không có nhu cầu giới thiệu. Nhưng mà tại mình thấy cái quán đẹp quá nên mình cầm lộn đồ mình phải chia sẻ lại để bà con bác biết chỗ đi chứ. Trời chỗ này mà bay flycam là đỉnh luôn á. Rồi vô ha. Rồi vô. Dạ giờ vô rồi đương nhiên sẽ phải giới thiệu một cái món rất đặc biệt.
quan trọng là cái món gì hôm nay nè, một món một thôi. Chứ là hải sản ở đây thì bà con bác cũng thấy là mênh mông rồi ha. Nhưng mà cái món ăn nào là mà cái món được chờ đợi nhất ngày hôm nay? Rồi bạn kia đang chụp hình nha. Rồi cái mặt tiền này giả mang thiệt chứ. Trời ơi, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cái góc bên kia hoàng hôn buông xuống đẹp dễ sợ luôn rồi. Trời ơi. Này con, cái này cháu. Bé này kìa, bé này con này. Này con gái. Nhờ cả nhà. Vâng. Ôi con, oh, sorry con. Vô cùng háo hức. Bước hơi cao đó con, lên lên con. Lên thưởng thức một món rất đặc biệt. Chỉ có nghe nói chỉ có ở đây mới có. Dạ lần sau mà mình có dịp tới đây chắc mình sẽ phải bay một cú flycam cho bà con bác xem làng chài Hàm Ninh nó đẹp như thế nào nhé. Trời ơi ngồi ngay đây nó ngồi nó chill chết luôn. Ai chà. Trời ơi. Cái này là mềm môi chưa thấy đã luôn á. Xíu. Ừ. Anh Phương ở đây đúng không? Anh Phương anh này anh Phương. Khánh ngồi đây nè, Khánh ngồi đây quay đẹp. Anh Khánh ở đây. Dẹp này đi ha. Rồi. Đầu tiên cho cái món gỏi nhẹ đi. Hay 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 Thùy Anh ngồi đây đi con. Thùy Anh. Hay con ngồi bên đây đi cho anh cho bác Khánh ngồi đây nè. Bác Khánh ngồi đây. Bác Khánh ngồi qua quay cho nó đẹp. Đúng không? Cảm ơn con. Đó, đó chú Khánh ngồi. Đó, một món một thôi đó, một món ra giang hồ luôn đó. Tí đang suy nghĩ. Đố tí biết là món gì. Tí mà nói trúng là xuất sắc luôn. Đúng rồi. Gỏi ghẹ. Oh wow. Hơi bị đã thịt chứ. Rồi mình bánh tráng mình nhúng nước xong rồi mình cuốn nha. Chấm vô cái nước có cái đậu phộng nè. Dạ vâng. Rồi bánh tráng nhúng nước. Rồi. Rồi ok. Thử luôn. Thử luôn anh. Thử luôn ha. Bánh tráng nhúng nước. Thôi đổi chỗ lần nữa đi con. Sao vậy? Dạ. Không, ba ngồi đây nè, ba ngồi đây để quay cho tiện. Ý là ba ngồi đâu? Ba ngồi đây nè. Ba ngồi ngoài để quay cho tiện. Hai con. Còn chút đi em nha. Hay là anh ngồi đây, anh ngồi đây. Không, anh ngồi đây có cái dĩa nè. Đó, cái dĩa cho nó đẹp. Đó. Khui mi luôn đi mấy đứa. Trời ơi, nhìn cái dĩa xỉu luôn. Con ghẹ được không? Dạ con đừng chỉ sợ cây gạch một thứ gì đó còn sống không cây à, rồi. Rồi xin lỗi Thùy Anh nha, cho ba làm cuốn xong rồi ba tạm biệt xong rồi xong rồi để chỗ lại ha, nó đang ngáy ngủ. Này ghẹ sữa hả? Ghẹ sữa tái chanh. Ghẹ sữa tái chanh. Thôi mời cả nhà đi, mời nó có mời cả nhà đúng rồi. Ồ ăn cái rau muống bào hả ta, lại vậy ta. Uống bia. Đúng rồi, uống bia đi cho nó nhẹ. Nghe rượu chát là thấy hết đường về rồi đó. Đó vô đàn này Khánh ơi, hấp dẫn quá.
ghẹ sữa này là nó lúc nó lớn cỡ nào ta? Có nghĩa là cứ mỗi một lần nó thay da nó lớn, rồi khi nó vừa bật da nó lớn mình lấy cái vật xúc nó lên luôn là thành ghẹ sữa. Ủa nó giống như nó lột. Chu kỳ nó là khoảng 1 tới 2 tháng nó lột ra lớn một lần. À nó giống như ghẹ lột vậy phải không? Nó là ghẹ lột đó. Nó vừa lột ra nó lớn á thì mình vớt nó ra. Bên thử bên. Ăn đi bên. Đúng rồi, anh bỏ miếng đậu phộng vô đúng rồi. Đúng rồi đó, bỏ miếng đậu phộng vô. Thử rồi có ai bỏ miếng lát chanh vô không ta? Không ăn. Trí thôi. Mẹ cũng thử cho con. Mẹ tự ăn thử. Rồi, cho miếng ớt vô. Đâu gì đâu sợ. Nhìn thấy nó trong hết tự sợ nó còn thống chiếc. Không con nữa, ăn đi con, bảo đảm. Bảo đảm mà trời ơi, người ta làm mình ta phải tính rồi con. Dạ. Ăn thử đi con. Em bé rồi. Út. Bụng ra, bồi không. Tham rau quá đó. Thử đi, thử trời ơi. Nè má mày. Má mày. Cuốn hơi xấu nhưng mà chất lượng á. Đổi. Rồi chấm cái. Ồ, chấm nước nào ta thấy nha. Nước này. Nước có đậu phộng. À, nước có đậu phộng luôn. Wow. Xỉu. Có cơm chiên ghẹ cho mấy cháu á. Ồ, có cơm chiên ghẹ luôn. Con cho chú ớt sắc nha con. Thương tâm lý quá trời. Ồ, nước chấm ngon quá trời. Thử con. Thử một miếng đi, mẹ cũng thử cho con. Dạ. Không có cay đâu. Vâng nè. Dụ tí. Vô tí. Rồi, cảm ơn chủ nha. Ok, mà mọi người dùng. Ghẹ thịt nó ngọt. Nó béo. Nó béo. Nó là cái rau muống cộng đó, nó giòn giòn. Ngồi ơi. Chịu luôn. Muốn loạn như khách. Còn cái nước này là nước chấm nên thôi khỏi nói luôn nha. Nhanh quá, rồi. Lùi ra chút xíu này, đó. Nhìn đây nó hấp dẫn. Ăn cái nước sốt này là sốt độc quyền luôn. Không có cây. Lấy ghế ngồi chơi con, mấy đứa. Lấy ghế sắp sắp đây, ngồi chơi với ba nè. Lấy ghế cho tụi nó ngồi. Ngồi luôn cho vô, cho tụi nó làm quen với nhau. Ở đây con. Linh. Có bạn nè con. Có bạn nè. Có bạn 9 tuổi, hai bạn 9 tuổi ngồi kế nhau luôn. Ừ. Đây nè, bên đây bạn nè. Có 10 tuổi hả? Con ngồi đi. Rồi con. Tháo khẩu trang đây con. Ôi, thích đeo nè. Đeo nó quen á, mấy đứa này giờ nó quen. Nó quen. Thôi. Giờ ăn thử không đi, ăn không. Lấy một chén sốt qua wasabi này. Ngon đúng không? Rồi, chấm vô cái này mới đã nè. Ủa anh nhớ hồi xưa hình như có cái chén sốt gì ha? Wasabi á. À, nổi tiếng của nhà hàng đó. Không nước tương. Cái đó là bỏ ghẹ vô luôn. Không có nhà hàng nào làm được ở cái đảo này luôn. Nó lại nó ăn cỡ rồi, nó bắt trước mà được. Thế hả? Em làm cho anh một cái nước sốt ăn wasabi. Xong không bỏ này được. Vô đúng không? Bỏ vô ăn trực tiếp. Ồ, vậy thôi chờ cái đó đi. Mà cái nước sốt này không có cái nhà hàng nào làm được luôn. Giờ mình ăn thử với cái nước sốt nước mắm đậu, nước mắm tỏi đậu phộng trước. Hôm qua đã thấy ngon rồi. Nhậu nguyên buổi trưa đây với Bình Minh gọi xuống Bình Minh nói em Phương làm cái nước sốt đó liền cho em xuống em dẫn xuống khách xuống em tiếp. Nói tiếng nước sốt của anh. Diễn viên Bình Minh đó hả? Diễn viên Bình Minh. Ừ. Trời ơi. Nãy về chưa không biết? Về 7 giờ rưỡi tối hôm qua. Ừ.
Bình minh giờ đi đánh gôn không à? Đánh gôn, hôm qua đi đánh gôn xong xưa lại đây nhậu okay. Với em. Mà cái view đã quá, ngồi chỗ này không biết nhậu biết làm xỉn trời. View ngồi nhìn máy bay lên xuống luôn. Chờ chén sốt chút nha. Khánh bấm bô chút đi Khánh. Đúng rồi. Rồi đây tiếp tục xin mời bà con cô bác một món kế tiếp. Đó. Hào nướng phô mai. Chấm này anh. Chấm với cái này. Sốt wasabi phải không? Đó. Để vô chính giữa. Đó, sốt wasabi kìa, rồi từ từ. Để ra cái này trước đó. Rồi có thằng em nó vô cái tự nhiên nó chuyển qua đi liền. Trước khi mình nãy anh phải nếm thử cái sốt này. Chắc chắn là có tắc, có muối, có ớt. Chắc chắn có tắc. Tắc đúng rồi. Nên cái vị nó ngọt, nó chua chua mà nó thơm, nó ngọt ngọt, nó không có bị gắt như cái chanh. Ủa. Đói quá rung tay. Hàu cũng ngon lắm nè. Béo ngậy à. Món ruột của Tí chắc chắn luôn. Đúng không? Có khả năng cao. Có khả năng cao món ruột của Tí. Giờ để mình tiếp tục với cái mực sữa. Mực sữa chiên nước mắm. Đúng không Dũng? Ồ, nó đại không Dũng. Chiên giòn thôi, chiên tươi chiên thôi. Tươi ha. Đâu có nước mắm đâu. Có khăn giấy không mẹ? Đang lấy rồi mẹ. Lấy khăn giấy. Nó ghiền cái nước chấm này rồi. Ồ, có tí xuồng lại à. Xuồng vuông. Nó vuông chừng rồi. Ừ. Bơi hết á. Lùi hả? Ồ, hoàng hôn luôn ha. Trời ơi, cái hoàng hôn đẹp quá kìa. Trời ơi. Xỉu. Hoàng hôn Phú Quốc là phải nói là một trong những địa phương mà đẹp nhất Việt Nam. Chờ ba món lại hả Tí? Dạ. Cơm không Tí? Thêm cái gói chuyện anh, đặc biệt là cái sốt wasabi đó. Anh quảng cáo cái sốt wasabi gì nữa. Đây đúng rồi. Không có nhà hàng nào làm được Phú Quốc này luôn. Vâng. Không. Cách đây nhiều năm mình đã đến đây một lần. Mà không có nhớ là cái quán này luôn. Chỉ nhớ là có cái chén sốt độc đáo lắm. Nó ra bữa nay quay lại mới nhớ là. Mình nhớ là hồi xưa mình đã có từng đã đến đây. Được Khánh đang thấp máy luôn á. Lùi lên chút nữa. Tết ơi. Lên chỉnh coi còn bụng hơn. Thấp máy lên nhớ. Đó. Làm nửa tiếng bằng hơn ăn sống. Đây là trời đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nửa tiếng bằng hơn ăn sống. Đúng bài luôn. Thèm từ bữa giờ mà. Bữa ra quán ra ngoài chỗ Hạnh Nhung 3/4 mà hết. Bữa đó đông khách quá. Đừng sát quá, đừng sát quá. Hôm qua Bình Minh xuống thì vét được 700 gram. Ủa nhưng mà anh thấy vẫn có ngư trong tủ trong ấy mà tại sao không có làm sống được ta? Trong tủ đồng hả? Không. Trong anh hồ. Thấy trong cái hồ á. Trong hồ còn là làm được hết chứ. Ủa không biết sao mấy bán nó nói không? Chắc không kịp quá, chắc đông quá, chắc đông khách quá. Ủa cái nước sốt này nó có hành tây nữa nha.
lạ thiệt luôn đó. Có hành, hành tím đó chứ quên, có hành tím là có. À, để mình thử trong khi chờ đợi. Món bầu ngư wasabi. Ừ. Cái này bầu ngư wasabi. Này ăn chung này cũng được đúng không? Không sao đâu. Luôn. Ăn vậy lột cực kỳ ngon luôn. Ăn vậy lột cực kỳ ngon luôn. Rồi lát nữa bầu ngư làm tiếp. Ăn phải nặng đô vậy mới sướng nè. Chứ còn... Đó. Thêm tiếp. Ôi ôi, miếng thật con ghẹ nào nãy nó mập ú à. Còn nghiệp pin quá, pin nó không ăn được. Hôm nay pin lại ăn cơm. Nên pin cơm chiên ghẹ. Rồi. Cố gắng xếp pin. Quá đã, quá đã. Rồi trước khi ăn là phải có một cái động tác. Rồi cảm ơn. Cảm ơn Phương. Đã dễ sợ, nó mát rồi. Rồi có thể xem đây là cái video mà là review món ăn đầu tiên trong năm luôn á nha. Từ mùng 1 tới giờ đâu có review đâu ta. Đúng không? Đâu có đi hàng quán gì đâu. Nó sọc lên hơi hơi hăng hăng mà đã lắm. Thử mà. Bin ăn được hào hả? Hai anh em Bin là anh của bạn Tí. Tí là chuyên gia review rất nổi tiếng. Mời từ họ từ Hồng Kông qua. Bạn Tí bữa nào truyền ngôi cho con chú anh. Truyền nghề cho con chú anh. Cũng chăm review á. Cũng muốn review lắm, cũng muốn làm review. Trời, con bé nó mà review hết sảy luôn á, mặt dễ thương thấy mồ luôn. Ừ. Mấy người mà review đồ ăn là mà phải mập nữa không? Tại nếu mà ốm là không ai tin hết. Đúng không Tí? Có thể. Tí dám chơi này không? Ba này nói là ngon, siêu ngon luôn. Rất là đáng sợ. Không, mình đã là review chuyên nghiệp rồi. Review professional rồi là phải chơi hết. Sặc cũng phải chơi luôn. Cho người ta thấy là mình cũng bị sặc. Mình đang sặc. Con mạnh lên. Rồi. Hết rồi. Hết bầu người. Cái số tôi rồi. Đâu được. Không có đúng, để đem vô làm lại. Lấy cái nha. Con nói gì Nhung á. Này ngon không con? Ngon ha. Dạ ngon. Ngon xuất sắc đúng không? Cái số rồi, nói chung là số năm nay là ra mùng mới được ăn bào ngư. Quán này đắt quá, thiệt luôn á. Bữa trước ra mùng 4 hả mà. Trời, cái nước này không cũng ngon nữa. Nhưng mà nó không có bị sọc mà quá ghê. Giống như là mình ăn. Nó không có bị đau điếng á. Dạ rồi. Chắc xin được khép lại video này tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Rất là vui, cũng rất là tình cờ. Và đi tìm là có một cái quán mới mà rất là thú vị tại Phú Quốc. Đây là Hạnh Nhung Làng Chài Hàm Ninh. Đó. Bà con bác mình đến Phú Quốc thì mấy cái chỗ mà Coleman hay ăn thì Coleman giới thiệu bà con rồi. Bún quậy ha, chiến xây mình cũng hay ăn. Rồi cái quán buổi tối mà mình hay ăn tối là cái quán hải sản Hạnh Nhung Luxury, nó nằm ở số 82-84 đường 30 tháng 4, đúng không? Đúng rồi. Ủa? Nhưng mà quán đó mình cũng chưa bao giờ quay, tại vì lúc nào vô cũng đông khách quá, mình sợ mình quay là rối. Bữa nay may mắn không bữa đó gặp không? ông chủ mời tới đây luôn. Nói cái gì anh rảnh anh xuống đây luôn, mình sẵn mình ghé thăm Má Bảy.
rồi mình tạt vô luôn. Quá đã. Xin chào tạm biệt, xin khép lại video này. Cảm ơn bà con bác, chúc bà con bác năm mới dồi dào sức khỏe nè, vạn sự như ý nha, an lành thịnh vượng, nói chung là muốn gì được nấy, tài lộc vô ao ao, và quan trọng hơn hết là thân tâm an lạc. Cười kìa, mấy con bé kìa, chào khán giả đi con. Đó, dạ, review tương lai mắc cỡ. Giờ chú cánh quay con chó luôn. Món này món gì vậy Phương? Cái món này là món vây cá mập luộc chấm nước mắm quốc anh. Đợi vây cá mập là cái mà cái vi vi cái vi của con bào cá ngư, mập á. Bào ngư vi cá bào rồi đó hả? Vi cá đó, nhưng mà thường thường người ta nấu súp, nhưng mà bữa nay anh Điền Quân xuống thì em luộc lên cho anh chấm nước mắm quốc ăn luôn. Anh thử coi nó có ngon không? Cái gì vi cá của người ta có ít sẹo mà. Rồi vi cá rồi. Này vi cá luộc chấm nước mắm luôn anh. Tại vì đâu mà dư thừa dữ vậy trời. Trời ơi. Cái dĩa này chắc chết tiền luôn á. Ăn xong nhảy xuống biển bơi. Không không. Ăn xong nhảy xuống biển bơi về về bên bên luôn. Chứ tiền đâu trả trời. Ủa nó giống như cái gân bò quá hả? Giống gân bò đó. Nó giống như gân bò. Anh thử trước nha, thử trước nha. Chấm nó mắm Phú Quốc nha. Đây nước mắm, đây nước mắm Phú Quốc nha. Rồi, nước đây. Mắm Phú Quốc thương hiệu luôn á. Nước mắm này là nước mắm Phụng Hưng nha. À, nước mắm, nước mắm thương hiệu là nước mắm Phụng Hưng Phú Quốc. À. Nước mắm Phụng Hưng là nước mắm nổi tiếng đó. À ok. Trời ơi nó nhiễu này. Ô vậy cái vi cá kia cái sợi mà không phải gì ta? Nó phơi khô lên nó sẽ làm sợi, nhưng mà còn tươi mình luộc mình ăn luôn thì nó vậy đó. À. Còn mình phơi khô ra mình đập cho nó tơi ra là nó sẽ thành sợi. À, vậy nếu mà cục vậy biết nhiêu? Cứ nhiêu sợi ha. Cục vậy biết nhiêu sợi. Nhưng mà quan trọng là chấm nước mắm quốc nha. Nước mắm này là nước mắm thương hiệu Phụng Hưng nha. Ủa bà chị bà làm đó. Hãng nước mắm nổi tiếng Phú Quốc đó. Ôi. Nước mắm Phụng Hưng cũng là một thương hiệu nước mắm nổi tiếng Trung Quốc mà có truyền thống ở đây khoảng trên 50 năm rồi. Nước mắm truyền thống trên 50 năm rồi. Là một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Phú Quốc. Má, bữa nào phải đi tham quan. Bữa nào anh xuống anh tham quan nước mắm Phụng Hưng đi. Ôi, nhìn nó giống như là cái gân á. Gân. Còn cái vi con cá mà nó bự dữ vậy trời. Vây cá. Vây cá. Tí, ăn thử tí. Vây cá. Review con, review trời ơi. Biết không, thử không? Vi cá mập. Vi cá mập. Vi cá. Vi cá tươi á. Vi cá tươi. Ủa? Thì bữa giờ thử. Mình chưa. Giòn thực sự, nó không, nó cũng giấu luôn không ạ. Cái này là ăn đẹp da lắm không? Collagen. Nãy là kết thúc cái video đó rồi mà không có tự nhiên ảnh đem ra tới món nữa. Rồi cái này đâu sao đâu không? Không sao, vi cá mập mà ăn thoải mái. Vi cá mập ăn thoải mái. Con thử đi con. Thử đi. Ngon lắm, ngon lắm luôn á. Ngon thiệt sự luôn. Cấp xã mà chấm nước mắm nha, con chấm nước mắm tí. Đó nước mắm con đó. Đó nước mắm Phú Quốc á. Ăn mà cho ý kiến. Cảm nhận coi nha. Tan chảy. Không có giòn lắm. Giòn. Nó hòa quyện với nước mắm, với vị nước mắm mặn mà. Đậm đậm. Đã quá. Húp miếng súp luôn anh. Không mà húp cái miếng nước này rồi. Không, cái này chắc đâu có bán khách đúng không? Cũng bán anh.
đấy. Bán thì phải đặt trước, phải khách phải quen đặt trước, phải khách quen đặt trước mới có. Ồ. Chưa bao giờ có ngày mà con nghĩ rằng con uống cá mập. Nè, con ăn thử đi. Hôm nay con đã được ăn. Ăn nói gì trước khi nó ăn con. Không, con ăn nó rồi thì nó sẽ đẻ con ra, hiểu không? Hấp thử cái nước này. Trời ơi, nay ăn toàn đồ bổ không à bà con cô bác ơi. Ăn xong rồi lát về phải nhảy ra biển. Cắn bắt cá, bắt cá. Cắn cá mà. Sao? Hấp nước hay sao? Bằng tay chạy. Tan chảy nữa tan hả? Bình đây. Rồi. Bình đây Bình. Cái dĩa này như tiền trời. Bình. Hả Phương? 1 ký á. Dĩa này làm ký hả? Hai mấy triệu. Em vô lấy cái nước hầm cái này nè, đổ ra cái tô bưng ra cho anh. Trời ơi, hai mươi mấy triệu dĩa này. Hơi nhức răng nha. Ai da đâu mà. Món này làm mỗi người dần cục được rồi. Ghi cho nhiều. Ủa ăn nhiều quá cũng mệt lắm. Chạy mồ hôi luôn. Nghe xong rồi chạy mồ hôi rồi. Cái gì á? Cái gì á? Mấy đều cũng dẻo luôn. Con ăn cục rồi đó đấy. Không. Một cái tác dụng nữa của mà của cái món mà vi cá mập mà hấp xả này á là nó gây ngất á. Gây mê không cần thuốc á. Hai mấy triệu một dĩa xỉu luôn. Ai mất ngủ rồi ba. Nè nè không xô không xô không xô coi ăn cái này bầu ngư chi nữa trời. Trời ăn này hồi nữa còn hải sâm nữa mà. Hải sâm hải sâm nữa đó. Ăn cái này là tối nay là có thẻ xanh luôn đó. Ăn này là có thẻ xanh ăn luôn. Ăn cái món này là tối nay là có thẻ xanh luôn đó nghe. Khỏi cần đầu tư. Nha. Lời bột phát luôn á. Được. Rồi. Rồi cảm ơn Phương nhiều quá. Rồi thôi thiệt luôn sự lên. Đi thì đi ăn biết bao nhiêu chỗ mà bữa nay ăn cái món thiệt sự là món dân giả của làng chài. Dân giả làng chài. Cá mập người ta nấu súp nhưng mà mình lấy cái vi mình luộc mình chấm nước mắm quất ăn thôi. Món dân giả của người địa phương ăn. Món dân giả làng chài. Có hai mấy triệu một dĩa bà con ơi. Để ợt. Ai mà cắn được. Mình không đủ điều kiện ăn súp thì ăn luộc. Không có điều kiện ăn rất chứ. Ăn ngon lắm con. Cho nó bình dân. Thôi thôi mình ăn miếng nữa đây xong rồi cho ngừng máy nha. Tại vì người đang quay là bà xã đang quay. Mà cô ấy đang rất cần những cái thứ bổ về cho đệ tử mình. Nè tụi con ăn cái này không? Nè hai đứa. Tụi con. Ăn này ngon lắm nè. Ăn này đẹp giá nè, đẹp nè. Vi vậy là vi luôn. Cục nữa con. Ăn cục này tiêu mụn luôn á. Con ăn cục là mẹ thấy bớt mụn rồi đó. Đẹp hết rồi kìa. Mà đúng rồi. Bác Điền nổi mụn rồi nè. Bởi vì bác Điền gọi hả? Đẩy qua bác Điền rồi. Mụn. Ngon ha. Hả? Gấp lên mũi hạ xuống. Chấm nước mắm vô, chấm nước mắm. Chấm nước mắm. Chấm nước mắm thôi Phú. Đấy không thích chấm nước mắm hả? Giống như gương rùa luôn. Đúng rồi, cái vị nó rất là khác luôn. Đó, chị khách anh đi ra. Gì vậy? Súp, nước súp đâu có bỏ nha. Cốt á, có bao nhiêu em đây hết anh. Đó. Ôi trời ơi. Rồi. Ý xà. Không cần. Ý xà. Hầm từ chiều giờ luôn đó anh. Dạ. Hầm là ấp súc á. Nó mới mềm anh ha. Nó mới mềm được vậy đó. Ôi ha. Hầm 4 tiếng rồi. Nó mềm mà nó vẫn còn rất là giòn. Thực sự quá. Vây mà, vi cá mà. Húp cái nước này về để ba đứa con trai nó. Rồi là hai đứa chuẩn bị thêm hai đứa em nữa đó. Bên thêm tí đó. Rồi giờ là mình chuẩn bị 6 đứa. Đáng sợ. Đáng sợ. Còn quá bà con ơi. Dạ bà. Hạnh nhung nha bà con. Hạnh nhung.
về Phú Quốc bà con nhớ cái tên Hạnh Nhung là đủ rồi. Nhưng mà Hạnh Nhung làng chài thì mới có nhiều cái món độc đáo. Khá lạ. Dạ, còn Hạnh Nhung ở Luxury thì đương nhiên là cũng có rất nhiều món, nhưng mà ngồi đây nó vẫn chill hơn, vẫn đã hơn. Nhưng mà cái món này luộc lên là phải chấm nước mắm Phụng Hưng nha. Rồi, điều nổi tiếng tại Phú Quốc đó, của bà chị đó. Ồ, chị luôn hả? Chị em luôn hả? Rồi. Cái này ăn được ăn hoài luôn trời. Ồ, bay phượng lên trời luôn hả? Không kêu tôi uống dẻo hay gì. Kia